10 cốt nữa. Ôi dồi, đẹp trai luôn đi chứ. Lúc ấy trong tài khoản tôi có khoảng 800.000 sẵn rồi. Thế thiếu khoảng 1.500.000, thiếu khoảng 700.000 nữa đủ rồi. Nào. Nhận ra mình đang ở quận Ba Đình. Mở ra dao chăm củ. Bố mày sáng như hải đăng. Hôm qua có những ai mở ra dao không các bạn? Còn những ai mở hòm mà mở ra dao không? Phong cách Jisoo Đình Thôn. Có chị Doan mở ra. Ghê ha. Hơn cả khi bắt đầu. Ủa mới toanh này. Chắc phim Tết. Đấy, đổi nhạc phát. Phát luôn. Nhưng anh vẫn chỉ yêu em. Ok. Why? Nào. Ok. Tôi được một hồng rồi các bạn ơi. Thử đó nha. Tại vì tôi chưa được hát bài này. Tình như bài này là của nhạc nữ hay sao? Nay mình chơi hò mai nhửa thẻ đẹp rồi anh. Ok em ơi. Chiều mới có FC cơ. Thôi để mai vậy. Mai chủ nhật. Này, nếu mà cái clip hôm trước tôi mở ra ấy mà tôi nghe mấy cái nhạc kiểu này up lên có bị bản quyền không nhỉ? Ôi đéo đạp nữa đâu. Lại đạp xe nơi sân trường. Tóc em vẫn buông dài. Đường còn dài. Lặng thinh anh ngóng trông đã lâu. Người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười. Rồi em sao xuyên chợt nghe vu vơ. Lần bên em hai. Ủa đây rồi. Bấy về. Ủa ta trách rồi đó. Tony News rồi ta trách luôn. À mình đừng quay. Ôi đáng dùng này. Bố mình tự hát nó ra khó đấy. Đang nhiệt đấy mồm này. Của băng kiều ạ. Hết cả hơi. Mấy hôm chim đêm trong hết cả hơi. Sao hát? Bài này hình như là tôi biết này. Bài này tôi nghe chip già hát hơi nhiều rồi này. Thử nhá, nốt bài nhá. Tháng này mệt lắm rồi. Tháng này còn đỡ. Quá tháng sau rồi. Các bạn ạ. Nhưng mà tháng sau ngủ tôi tình làm tình ngủ vậy cầy học mặt luôn đấy. Tôi tình ngủ luôn này. Đầu tháng này đi sinh này. Có năng lượng để chơi chip rồi này. Vào xong này. Rồi cuối tháng đi du lịch với team này. Các bạn cua như kiểu idol ấy. Sang tháng làm đúng kiểu liên tục luôn à. Làm chơi game giờ tôi làm KPI chắc kiểu vừa khít. Đỏ kìa. Có rất nhiều hồng đấy nhở. Mày nhiều hồng thế. Dù là cơn mưa băng giá, dù đời trời xanh quá, dù tình chỉ là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ. Ui đỏ kìa. Hồng này. Đủ màu luôn, đỏ hồng tím luôn, xanh luôn. Vàng đâu? Vàng đâu?
gold, gold, I need gold. Yellow, yellow. Đang có đà mở em gửi tiếp 10 cốt nhé. Gì trời ơi. Nữa này. 0.09 này. Mở xong em làm luôn là đẹp. Khiếp thực sự ạ. Uầy, chưa bao giờ. Ngày xưa mà. Ê ơi. Làm nốt bài nữa nhỉ. 10 cốt nữa. Mày xong. Nốt bài này nhá, nốt bài này nhá, nghỉ nhá. Sau cuộc đời tôi, tôi chỉ mở đúng nốt bài luôn. Tôi chỉ mở ra mày gút cờ nai với cả bờ 9 mayonnaise vậy. Chưa bao giờ thì bao giờ. 0.2 ạ, còn đéo phải tôi đi new cơ, xước cơ. Cây cây cây. Cuộc đời của tôi. Nhưng không sao, ra là vui rồi. Trong đầu đang tính là 10 cốt là bao tiền. 10 cốt 15 triệu cũng được. Bù tạ, bù tạ. Đã có lúc anh mong tìm đúng mình à. Bé lại để nỗi nhớ em 3 triệu đấy, ít đâu. Thêm nữa. Đã có lúc anh mong ngừng thời gian chơi để những dấu yêu sẽ không vãi cả bìu nhở. Nếu không hát lên nặng lòng ra đồ vàng nhưng mà lại màu xanh ảo thật. Nếu không nói ra làm sao biết anh. Nếu mà mở ra tiếp một con nữa chắc chắn là mở 9 mayonnaise các bạn ơi, tôi thề các bạn luôn. Cái vận của tôi là thế rồi. Một là cắt tiết lợn, hai là 19 mayonnaise. Nữa kìa, đỏ nữa kìa. Cất tiếng hát nghe sao lòng nhẹ. Chúng bạn nào nhẹ vừa ra rồi bạn ơi. Đang muốn con nữa đây. Con vừa rồi chưa bỏ. Không bỏ dính răng. Anh em 3 triệu chia nhau kiểu gì. Thầm lặng trên tay 3 triệu chắc Hiếu nó tặng tôi luôn quá. Thêm ướt đôi vai gầy. Mình khuất lỡ sâu mà nên. Nỗi lòng anh chẳng chưa lòng anh. Anh con, anh con, anh con. Như nào. Con 0.4 ạ. Ôi con. Black Laminate. Đây rồi, đổi vận cho các bạn ơi. Ra flip rồi, flip rồi. Nó tới flip luôn rồi. Con này bao tiền, con này bao tiền. Vào hồng cây mới. 78 triệu à. Mình vẫn còn cốt anh ạ, đường còn dài. 78 triệu con này các bạn ơi. Vãi cả bều. Chưa bao giờ. Không sao. Anh con cũng đeo khó như mình nghĩ. Nhưng mà nó mệt. Ui. Đường còn dài. Well, muốn bao giờ mở. Tích cực quá, chúng ta phải bật nhạc tích cực thôi. Tôi cười ngựa. Bên kia nó không để cười ngựa. Để lấy con ngựa để trở về lối ly xưa. Có khi nào mạnh trong một buổi mở trăm kỳ ra ba con không nhở? Tôi không thể cười nữa. Vãi cả bìu. Chú không theo gì đâu. Cái này là hòa vốn chưa nhở? Một màu đen ông cung tông mà. Một con 8 triệu, một con 3 triệu, 11 triệu. Nãy là mình con vẫn lỗ 2 triệu. Ra con 20 triệu nữa là đẹp. Đánh giá tôi. Không được đánh giá tôi. Tôi đang lai mày kéo. 19 lo tôi từng ra rồi, sợ nó không ra nữa. 19 lo nhưng phải là phát to đi new cơ. Đời tôi như là phim. Năm qua nuôi ở tim bà quý. Tôi sẽ lấy
con kia nếu mà factory new chắc cũng được tiền đấy chứ đúng không? Vì nó là que vua nên nó rẻ đấy. Trời mù dưới chỉ chân cuộc đời như là rockstar bỏ ra hàng đông tiền chỉ để mua guitar. Có tôi đi 13 triệu à? Thì cũng không khác nhau mấy. Ra là đẹp rồi, ra là vui lắm rồi. Ra là tôi lấy con ngựa. Chiều em chơi full sự kiện vô 4 giờ. Hả? Chiều là mấy giờ? Đồ chơi, tôi cái hiểu game gì cũng chơi nhỉ? Kiểu chơi anh đi hiểu. Anh rẻ hơn cả sự kiện F4 luôn anh thề. Hơn cả mở hòm. Lòng người ai đâu có hay. Một ngày khi vô cánh bay. Từ người yêu quá thành người dưng đến khi ta từ dưng à. Thương em bờ vai nhỏ đôi. Đăng kỳ 2 dao. Kiếp con này ghê. Thôi con này cũng nó không cũ quá đúng không? Đời phiêu du cố tìm dòng. Em còn bên anh có phải không? Factory New 13 triệu. Trời ban ánh sáng năm tháng thứ về. Con này well won nó nhìn nó cũng mới. Nó cũng không tệ nên là giá nó không chênh lắm nhở. Còn tâm tôi. Một mai em lỡ vấp ngã. À đây rồi. Con clip này trông nghệ nhờ. Trông nghệ vãi. Gà quần hơi cũ. Cốt về đủ R anh nhé. Ok hiểu ơi. Cái cách rút của nó đặc biệt đấy. Bây giờ lại xa lạ. Còn con đường tình giờ anh một mình đánh lặng thinh. Nhìn em bước về ta cầm tay vui. Anh vẫn luôn nữa rồi. Trong lòng buồn mỗi khi cũng gọi là huề vốn đấy. Nhưng mấy con này không bỏ. Em hiểu em ấy muốn hơn nữa. Em hiểu muốn mở ra Rondo BTB. Mới 1-2 hôm trước mình còn bảo với các bạn là tôi không bao giờ chơi lại trò mở hòm đâu các kiểu. Ai là bìu. Tôi nhớ cái đợt đấy. Get low, đợt đấy tôi có đợt tôi mở 200 kia không ra gì xong tôi bỏ. Get low. Tôi vẫn nhớ. Anh hát cái nhạc của Jack thấy hợp em hơn. Úi đỏ qua rồi. Điểm tới rồi. Điền tới rồi các bạn ơi. Đấy. Đóng khẩu này chứ nhờ. Chắc chẳng ta mở ra khẩu đấy Factory New nhờ. Alo. Nào. Một con nữa thôi. Làm ngày trọn vẹn rồi không muốn gì hơn nữa đâu. Một con nữa còn gì cũng được. Chưa bao giờ một ngày mở ra 3 con dao bao giờ cả. Trời ơi, AK kìa. Úi dồi ôi. Cứ mỗi lần qua một con AK là ra một con hồng này. Con này 0.1 luôn mà. Sắp tới rồi đấy. Nó sắp tới rồi đấy. Úi tạp nhớ. Nữa. Ui con này phải có renew này.
hôm nay nhiều hồng thế nhở. Nào, nốt nào. Lại hồng. Lại biểu thật. Xin cảm ơn, rất nhiều. Tặng hoa đi các bạn ơi. Áo. Là chân không, như là kinh không, em có tiền không, không phải là tay không, tay ngoài. Em có tiền không, cuộc sống này đang đi vô lối xa, em có tiền không, em có tiền không. Đỏ đấy rồi. Ta cũng kêu vũ như đam mà mồi đấy. Đây cái túi chéo từ anh giang hồ. Mà chung mới đấy nhở. Muốn nhảy như đôi tăng hồ. Khoan, dừng khoảng chỉ là 2 giây. Thì nó biết ông chủ chính là ai đây. Hay tờ mây mờ cho nó phơi tay. Bên trong quan tài sống lại và con chơi bay. Mày thì biết cái lộn gì với flex. Dễ hồ. Giống con này. Con này 0.2, con này còn đẹp hơn. Hold up. Bitch. Flexing rất là vô tình. Ở trang quyết ace one me bowling. Ủa lúc phòng bay là một cái bowling. Ủa dưới là Zazek các bạn ơi. Gọi what you calling. Alo. Bọn ta bay một xanh điệu gọi là play. Chắc là sắp tới rồi nhỉ. Nốt 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 nè. Thưa ngài đã đến giờ. Đi con mẹ bỏ hater. Hút một vi một nọ. Hustle. Hustle. All day long. Hustle. Flexing. Này trong kia hai dao. Trong kia không dao nào. Flexing my flow of the detail. Ông Quế. No phone, no check, no email. Mấy em gái xinh theo đi theo. Kiếm thêm một hàng sau resell. Từng câu tao nói đều có uy tín. Fake em, fake jean của kỳ kèo. Hết rồi hiểu không? Hết rồi, hết rồi. Tao mày biết đó là gì dầm. Do talk, so cheap. Mấy thằng bởi đích để nhớ lên. Don't waste my time. Chỉ một đường đi thẳng tới đích đến. Don't need no drama. Tao ghi tên mình vào trong big game. Nhạc tao chỉ có freaking dope. And start from the fucking low. Các em ở dưới freaking bird. I still my fucking show. 95 cùng với cả 10 xem nhau dự án. Kiểu 100 hòm là ra hay. Kiểu 100 hòm nó đã ra 2 ra rồi ấy. Nên là mình bị nguyên vọng cao quá. Mắc mẻ làm sao nhỉ. Sự kiện FIFA nick tôi mai chơi nhé các bạn, sáng mai chơi. Mai có FC anh em mình chơi với nhau. Ngày chủ nhật là ngày chơi một game bóng đá mà. Em mới tải lại Fo 4. Có gì em chơi sự kiện em gửi anh mở hộ nhé. Ok Hiếu ơi, thế thì để mai nhé. Bao giờ chơi? Bao giờ chơi thì cứ alo anh. Không được. Con này màu đen mà well worn nên nó không bị cũ quá. Rolling top speed mà voi đi chậm chậm đi. Ngồi đây nhâm nhí nghe giai điều đó đang thầm thì. Put some ice vào trong ly chấm đi. Yeah, money man đó ở đâu? Yeah, money man đó ở đâu? Khi anh ở đây. Giờ về mỗi cao này mơ mơ xe. Pushing on your feet. Thế nhiều thế nhờ. Mỗi khẩu đấy thôi à? Sao mà ra khẩu đấy quài AUG đâu. Thời trang. Đóng linh nhiều quá anh thật. Không đủ rồi. Nghe nốt vào gì tuần gì vậy. Bỏ cái phách cho mình yêu. Uầy. Uầy có 10% thôi mà ra được khẩu này các bạn ơi. Lắc lư nhún nhảy choi dằm nhận đường cong nói anh hư đúng vậy nhưng mà vẫn khiến ảo thật ấy mới thành góc khuyên mày bách cọc với bảo rằng cô ấy muốn làm quen cô ấy bảo cô ấy đã chẳng làm fan cô bảo chồng em kia rất là ghen ui lên là đem cô ấy cứ cũng muốn nói như là kem cô cứ cuốn lấy tao như là nem đủ chết cô ấy kêu là làm sai cái đồng bang ok có đủ 10 khẩu ra tách chúng ta em mới khẩu bỏ em mẹ và giỏ em mua lương kiểm tra và cũng thích thì em bỏ khi chơi tiktok và selfie em thích tập gym và nung heo thì không thích nấu nướng không thích dọn dẹp em thích ra đường ăn ngon mặc đẹp xem đi star tớm đi club. Pha mai này chung mới đấy. Chung mới này.
mong nó chẳng căng như trăng bởi em đang ra ca tụng hit format tết không đang bội vĩ 40.000